tranh chấp chủ quyền Biển Đông khó mà giải quyết được trong thời chúng ta, nên tốt hơn là gác sang một bên, giao tiếp với Bắc Kinh và tránh đụng độ vũ trang, theo lời Ngoại trưởng Philippines ngày 22 tháng 2. Bảo vệ quyết định của Tổng thống Rodrigo Duterte chớ thúc đẩy buộc Trung Quốc tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện của Manila chống lại bản đồ lưỡi bò của Bắc Kinh trên Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yase cho hay có bế tắc mà không bên nào có thể đả thông, cho nên tốt hơn hết là tối đa hóa những gì có lợi từ Bắc Kinh. Bình luận của Ngoại trưởng Philippines được đưa ra một ngày sau khi ông Yase chủ tọa cuộc họp của các ngoại trưởng Đông Nam Á, những người bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc thiết đặt các hệ thống võ khí trên các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông.